Kính thưa nha các bạn, và kính thưa đồng bào trong nước và ngoài nước, tôi Dương Xuân Phương nhân dịp cuối năm và đầu năm sắp đến, chúng tôi xin gửi lời chúc đồng bào trong nước, bạn bè và anh em khắp thế giới, những người ở Hoa Kỳ và những người ở nhà các nước khác, nhà lời chúc nhiều sức khỏe. Và nhân đó tôi cũng xin chúc đại chính phủ và các đoàn thể ban ngành ở trong nước, là đồng bào cả nước được nhiều sống nhiều hạnh phúc và đón mừng những cái thắng lợi của đất nước trong năm vừa qua. Trong năm vừa qua thì những cái thắng lợi như là cái hội nghị APEC, và cái thắng lợi đó là đường xá càng ngày càng phát triển thêm, nên là chuẩn bị xây thêm sân bay Long Thành và một số những cái tiện nghi công cộng khác, như là những cái khu khu vực ở bên kia nhà sông Sài Gòn, cái khu vực của cái Thủ Thiêm nhà ngày xưa. Bây giờ đồng bào đi đến về trong nước là thấy ngay cả chợ Bến Thành bây giờ là cả một cái rừng, cả một cái công trường xây dựng lớn. Tôi đi tôi thấy là đường xá là đâu đó cũng cần cẩu, là máy xúc, máy trộn hồ, mấy các thứ là không biết ở đâu mà kể trơn á. Rồi tôi đi dọc theo cái nhà mấy cái xa lộ mới thì cũng vậy đó, để chuẩn bị để cho cái đoàn xe như là xe điện ngầm đó, đó. Thành ra tất cả những cái điều đó tôi thấy là một cái nước nhà trong những năm tới thì là thế nào, đồng bào rồi chúng ta cũng có thêm nhiều cái tiện nghi và những cái công trình hạ tầng cơ sở một ngày một thêm tốt đẹp thêm, và đồng thời nhà nước cũng đã bắt đầu chấn chỉnh hàng ngũ và nhà thanh trừng các ông quan, các ông mà gian tham, đã đưa ra tòa án những phần tử nhà phá hoại trong nước. Thành ra cái đó là một cái chỉ dấu cho thấy rằng nước nhà của chúng ta mỗi ngày mỗi đi lên. Tuy nhiên trong những công trình đó là khó khăn còn nhiều, thì mong rằng đồng bào cùng chúng tôi là giúp cho nhà nước và giúp cho toàn toàn dân, để mỗi ngày chúng ta mỗi có một đời sống tốt đẹp hơn, xứng danh là nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Kính thưa quý vị khán thính giả của KBC Hải Ngoại, ngày hôm nay gắn bó với KBC Hải Ngoại cũng đã cả hơn năm nay rồi. Chúng tôi cũng được sự hưởng ứng cũng như là những các cái phản hồi tích cực hay là tiêu cực, nhưng mà chúng tôi đều coi đấy là những hướng dẫn. Chúng tôi rất cảm ơn, biết ơn là đằng khác nữa. Thành ra nhân ngày hôm nay là buổi thu hình cuối cùng của KBC Hải Ngoại trước Tết âm lịch, chúng tôi xin gửi tới quý khán thính giả của KBC Hải Ngoại những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúng tôi cũng không dám nhắc lại cái câu của Hồ Chủ tịch: thành công, thành công, đại thành công. Nhưng mà có lẽ là chính chúng ta có một câu mà cũng nên nói nữa, thưa. Cái câu đó là tổ chức và tổ chức. Chính cái tổ chức nó mới chắp nối được tất cả, nó đưa mọi người tới đoàn kết và tới thắng lợi cuối cùng. Xin kính chào quý vị. Xong chưa? Tôi sống Phạm ở Cali lâu lắm rồi mới thấy được trở lại cái năm Mậu Tuất, nhớ lại cảnh chiến tranh Việt Nam năm 1968, Tết Mậu Thân.
Mà nhìn lại ngày hôm nay nước Việt Nam hòa bình, tôi cảm thấy ấm lòng. Và cũng nhân cái dịp Tết này cũng xin chúc bà con ở Việt Nam được thanh bình, dồi dào sức khỏe và thịnh vượng, hạnh phúc. Một cái hãnh diện cho tôi thấy là khi Việt Nam có cuộc đấu banh U23 của Việt Nam, nó tạo một không khí rất là đầm ấm, một không khí nó nô nức, nó thương yêu, đồng lòng ca tụng tuổi trẻ Việt Nam có được một cuộc đấu banh hào hùng. Và cả dân đã hướng về những đội banh U23 của Việt Nam. Tôi thấy ấm lòng, cả toàn dân đã đoàn kết và người dân đã hạnh phúc trong cuộc sống của mình. Nhưng mà nhìn lại sau 42 năm ở Mỹ, những người con ở Mỹ đây hãy còn chống đối, không dám nhận cái lá cờ đỏ Việt Nam khi U23 Việt Nam thắng trận. Họ không dám nói đến cái cuộc thắng trận của những cái U23 Việt Nam vì sợ phải mang cái lá cờ đỏ chiếu lên truyền hình. Họ từ chối Tổ quốc Việt Nam. Nhưng thôi, nếu họ từ chối thì quyền của họ. Nhưng mà trong ở hải ngoại đây cũng đã có nhiều người đã chấp nhận Tổ quốc là Việt Nam rồi. Cái đó mình chỉ đợi một thời gian nữa thôi. Những lớp già nó sẽ đi qua và những lớp trẻ nó sẽ hội nhập. Xã hội Việt Nam sẵn sàng bắt tay lại những đứa trẻ Việt Nam trở về với Tổ quốc. Và mong rằng những năm tới Việt Nam sẽ chiến thắng ở khắp mọi chiến trận, kinh tế, xã hội, và người dân no ấm tự do. Và thể thao Việt Nam sẽ có ngày chiến thắng ở Asia. Chúc các đồng bào một năm mới an vui, hạnh phúc và gia đình được khỏe mạnh. Chào quý vị, chào các bạn. Nói lại này. Chào quý vị, chào các bạn, chào Thái Ngộ. Hôm nay lại một lần nữa tôi lại được lên đây góp tiếng nói. Chỉ còn tuần lễ nữa thôi là Mậu Tuất, Tết Mậu Tuất sẽ về. Năm nay 2018, Mậu Tuất thì lại nhắc nhở cho tôi đến năm 1968. Ngày xưa, hồi đó mình được 16 tuổi. Tối giao thừa sáng mùng 1, lần đầu tiên chiến tranh bước về Sài Gòn. Vài tháng sau, chiến tranh đã mang lại Việt Nam và Hoa Kỳ một hình ảnh mà đến bây giờ khi nhắc lại, cả đất Mỹ đều phải rùng mình khiếp sợ vì sự kiện Mỹ Lai 50 năm rồi. Nhưng năm nay 2000 cũng là cái năm mà cuộc chiến tranh ở Việt Nam đã bước qua một giai đoạn mới. Người Mỹ đã biết rằng mình phải tìm cách bước ra khỏi chấm dứt và bước ra khỏi chiến tranh Việt Nam. Năm ấy, tôi đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ mãi Tổng thống Lyndon B. Johnson, là Tổng thống nước Mỹ đến bây giờ. Ông ấy
nghe, ông nhận được một cái audio tape, một cái băng của ông con rể của ông, lúc đó là trung úy, tôi nhớ là Rob, gửi thâu từ Việt Nam và gửi về Việt Nam. Và đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ mãi hình ảnh ông Tổng thống Johnson cúi đầu xuống một cái hình ảnh của ông ôm đầu nghe người con rể yêu quý của mình nói về chuyện gì đang xảy ra ở Việt Nam. Lúc ấy xung quanh tòa Nhà Trắng ở đâu đó người ta đã đặt tên cái bức hình đấy là vũng lầy của tòa Bạch Ốc. Đấy là chuyện ngày xưa. Còn chuyện ngày nay, năm nay Mậu Tuất, thì điều đầu tiên là mình bắt đầu hoàn toàn không còn làm việc nữa. Và sẽ có rất nhiều thời giờ để ở Việt Nam. Đó là một điều mình rất mừng. Tôi trước thềm năm mới, tôi thành thật kính chúc quý vị các bạn gần xa và gia đình một năm mới bình yên, thịnh vượng và hạnh phúc. Xin cảm ơn.